Thì tôi sinh ra mà qua bao nhiêu năm cũng đổi thay lớn lên còn nghe luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết công danh trong tay như chồng cô thương mạng cô rồi cô thương cô xót cô nhổ cho hai con sao ăn mày mà đeo khẩu trang này ơi cho đỡ ngại chọn được ngại này, nó bảo cái gì đấy? Nó bảo cầm lấy mà ăn phở. Ôi trời ơi, thế được nhiều tiền ạ? Mà ăn được. Nhiều cái gì mà nhiều? Nó cho hai quả quất. Bố còn hãm. Đi đi bố già, nghĩ lâu quá. Nghĩ kỹ chưa? Đây rồi, đi nước này rồi, nghĩ kỹ rồi. Này, con nói cho bố biết, đường lên thiên đường ấy, gần nghĩa địa lắm đấy. Đánh cái nước này là dễ chết lắm đấy bố ạ. À. Mình xin. Bố nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ cho vào đây. Đức, có thằng nó ăn cờ của anh này. Oh no. Đức, con bảo rồi, đánh cái nước này ấy, thiên đường nó gần cái nghĩa địa. Bố rút lại đi bố. Bố rút đi. Dâu dài ơi, dâu dài cho hỏi câu là dâu dài có đánh nhầm không nhỉ? Bố sợ à? Nghĩ chưa? Sợ, nghĩ nhưng mà ký rồi, vẫn sợ. Mà sợ cứ từ từ. Ta cấp tiền mà tôi cất nữa. Cho tôi hội thảo tí nhá, các anh. Hội đi, hội thì hội. Con gái ơi, con gái ra bố nhờ tí nào. Đây. Con gái. Bố mời chị con ạ. Bố cao cờ đấy bố. Này, bố giả đánh hay nhá. Hay. Chơi nữa không? Nữa. Mình
no. Đi luôn à? Thế còn cái gì Trúc? Này này Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi, giải viết gì Trúc đó Mình ơi, Mình ơi, Mình. Em ơi. Dạ. Em. Gì anh? Buồn. Sao đây? Buồn đi cái tin đấy. Kinh. Sao con đang thành bố đấy nhở? Đi làm là học đây. Bố. À. Bố cho con hỏi nhá. Thế sao bố to này mà ti bố bé, mà mẹ bé đi kia ti mẹ lại to đấy à? À cái này thì anh trả lời cho con đi. À đấy nhá, lỗi là do con, tất cả là do con đúng không? Ngày xưa con bé con tuột ti mẹ nên thành ra ti mẹ mới to. Đấy, thấy chưa? Cái này sai nhá, lâu rồi con không bú ti mẹ nhá, mà thế sao ti mẹ vẫn to? À thế ai bú ti mẹ? thì tại thằng bố mày ấy. Bố nhá, do bố nhá. Bố còn cái gì, đi vào đi học đi. Bố mới còn tí cái tuổi đầu ti mới tí đi, đi vào. Tí tuổi đầu ti mới tí. Kẹp vào cờ him cái gì? Đưa bơm. Đừng cứ mà run run đi. Ôi đau. Oh no. Úi giời. Vì mày mà người ta hiểu nhầm tao rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Tao được cướp đây. Ơi anh ơi, của bao nhiêu tiền bạc đưa hết đây, nhanh lên, nhanh. Còn mỗi 400.000. 400 được, đưa đây. Biến anh ơi. Gì nữa? Anh có thể giúp em một việc không? Giúp gì? Dạ anh có thể ghi cho em một cái hóa đơn là anh cướp tiền của em được không ạ? Lần đầu tiên tao thấy một thằng bị cướp mà bắt thằng cướp viết hóa đơn như mày đấy. Thế này, anh phải ghi cướp để con về con vợ em nó còn không dãi, không nó dãi em chết ạ. Thôi được rồi, mang đây. Đây ạ. Chứ ghi như thế nào? Dạ, anh cướp tiền của em ạ. Cướp gì? Tao xin. Rồi. Này, em xem. Anh ơi. Cái gì? Anh đánh nhỡ giúp em rồi, anh giúp em nốt được không ạ? Giúp cái gì? Dạ, anh có thể ghi cướp của em thêm 300.000 vào đây được không? Tao cướp của mày có 400.000. Chứ đâu mà thêm 300k nữa là 700.000. Dạ. Mày bị vu khống thế nào à? Dạ, thế này anh ơi, lúc nãy ấy, em có đi tay vịn mất 300k. Thôi anh nhỡ giúp em rồi, anh giúp em nốt nhá. Về không vợ, con vợ em nó dạ em chết. Thế là sợ vợ cái gì? Thôi được rồi, thì ghi thêm. Mày chứ kia ghi là 300, thêm 300 là 700 à? Cướp thêm lần 2 300k. Ký tên luôn, Giang sao đó ạ? Được chưa? Chữ ký của anh đẹp quá. Em cảm ơn anh nhá. Thôi về đi. Em về đây. Này này này. Dạ. Xuống xe. Nhanh. Thế này gì đấy anh ca? Nhanh lên. Anh giúp chú viết giấy biên nhận rồi, bây giờ chú phải viết lại cho anh chứ. Là như nào ạ? Thì mày ghi là mày bị anh cướp 200.000 thôi. Anh cướp em 400.000 đấy. Thì mày biết sợ vợ,
Tao không biết sợ vợ à? Oh, no. 200.000 về nhà con vợ nó chỉ lấy 200.000 thôi. Thế đưa cho nó thì nó lấy cả tao của tuần của tao 400 lần luôn à? Ghi ra nhá. Ừ, ghi đi. Ghi 200 thôi. Rồi ký vào chứ. Được chưa ạ? Được rồi. Anh cảm ơn chú nhá. Anh về nhá. Anh về nhá. Thằng ngu thiếu cơm xe rồi.